Chào mừng quý khán giả đến với Chuyện Hậu Trường. Hôm nay Thanh Vy sẽ cùng quý khán giả khám phá hậu trường của một chương trình mới sắp được lên sóng truyền hình Vĩnh Long vào lúc 21 giờ trong tháng 9 này. Nói là mới nhưng chương trình này cũng đã có đến 6 mùa đồng hành cùng quý khán giả. Bật mí một chút xíu, đây là một chương trình âm nhạc mà ở đó sẽ quy tụ các giọng hát mới nhưng vô cùng thực lực với đa dạng các dòng nhạc như dân ca, trữ tình, bolero. Với dòng thi mở màn, hát nối được xem là một trong những đặc trưng thu hút người xem. Đó là chương trình nào? Câu trả lời sẽ có ở phần 360 độ hậu trường. Còn bây giờ, mời quý khán giả cùng đến với bảng xếp hạng các chương trình được yêu thích nhất trong tuần qua theo số liệu của Kanta Media nhé. Góp mặt trong bảng xếp hạng 10 chương trình truyền hình được yêu thích nhất trên toàn quốc, vẫn có những cái tên quen thuộc của sóng truyền hình Vĩnh Long. Mỹ Tiên, ba xin con. Má. Bộ phim Việt Nam Lưới Trời vẫn luôn giữ thành tích ổn định trong thời gian qua bằng việc thường xuyên góp mặt trên bảng xếp hạng các chương trình được yêu thích nhất. Và tuần này, không nằm ngoài dự đoán, bộ phim đã có mặt ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Các tình tiết phim ngày càng gây cấn khi bà Tím ra sức bảo vệ cho những sai lầm của Mỹ Tú mà mặc kệ cảm xúc của Mỹ Tiên, khiến cô vô cùng đau khổ. Và lời cảnh báo đầy ân ý của bà Hai làm Mỹ Tiên càng nghi ngờ hơn về thân thế của mình. Quý khán giả đừng bỏ lỡ các diễn biến tiếp theo của bộ phim Lưới Trời nhằm nha. Nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài đó con à. Chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả khi tuần này đã có mặt ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng các chương trình được yêu thích tuần qua. Với những màn quá thân xuất sắc, các thí sinh của Nghệ Sĩ Thần Tượng đã một lần nữa chinh phục tất cả ban giám khảo cũng như là khán giả qua màn ảnh nhỏ. Mỗi bằng xuân sang tôi thấy lòng xe lại nhớ làm sao hương vị ở quê nhà. Đang nghe xin chào bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Xếp ở vị trí thứ 6 là chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Đây luôn là chương trình được đông đảo khán giả chờ đợi mỗi tối chủ nhật bởi các phần thi vô cùng dễ thương cùng những màn đối đáp đầy thú vị, hài hước đến từ những cặp đôi duyên dáng và đáng yêu, mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái cùng những thông tin bổ ích cho tất cả quý khán giả xem đài. Tôi là Kiên, tổng giám đốc một doanh nghiệp trẻ. Phim ngắn cuối tuần tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý khán giả. Và với tập phát sóng vừa qua, phim xếp vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các chương trình được xem nhiều nhất trên cả nước, đồng thời xếp thứ 2 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bộ phim khiến người xem tò mò ngay từ tên phim Chiếc Dài Bên Phải. Bộ phim mang thông điệp nhân văn về tình cảm vợ chồng thủy chung. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Đây là một lời nhắc nhở đến mọi người phải luôn biết trân quý, giữ gìn hạnh phúc mà mình đang có. Anh đã tìm được chiếc giày bên phải. Và bây giờ nó là một đôi. Nó đã có đôi có cặp rồi em à. Cái gì vậy? Mậu ngoại có bầu rồi. Bộ phim Việt Nam Duyên Kiếp đang tạo nên làn sóng yêu thích mạnh mẽ từ cộng đồng khán giả yêu mến phim Việt. Bằng chứng là trong tất cả các bảng xếp hạng ở các khu vực cũng như cả nước đều gọi tên Duyên Kiếp. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho thể loại phim xưa giữa vô số các thể loại phim xã hội mang màu sắc hiện đại. Nhịp phim nhanh, các tình tiết đang xen nhau hợp lý cùng những chi tiết hài hước, duyên dáng đến từ nhân vật cậu Hai Lương là những yếu tố tạo nên sự cuốn hút đối với bộ phim Duyên Kiếp. Sẽ còn nhiều diễn biến hấp dẫn ở các tập tiếp theo, quý khán giả đừng bỏ lỡ nha. Người hát tình ca, tiếng hát như ngân nga. Người hát tình ca, tiếng hát như bay xa. Người hát tình ca, ta du ta nồng nàn. Nhưng khúc ca... Giai điệu quen thuộc này chính là câu trả lời cho câu hỏi hậu trường hôm nay sẽ là chương trình nào. Đó là chương trình Người hát tình ca 2022. Một chương trình gần như đã quá quen thuộc với khán giả truyền hình Vĩnh Long. Với mục tiêu tìm kiếm giọng ca được yêu mến nhất thuộc thể loại nhạc trữ tình bolero. Do đó chương trình quy tụ tất cả những người có đam mê âm nhạc cùng tranh tài với nhau. Sự trở lại trong năm 2022, chương trình Người hát tình ca
hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục hấp dẫn mãn nhãn để đáp lại tình cảm yêu quý mà khán giả đã dành cho người hát tình ca suốt những năm qua. Bây giờ hãy cùng ống kính chuyện hậu trường bước vào phòng hóa trang để làm quen với những thí sinh đầu tiên của chương trình nhé. Dạo quanh một vòng thì bắt gặp một cô gái trông quen lắm. Cô ấy là ai? Hãy cùng chuyện hậu trường trò chuyện với cô ấy nha. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Quỳnh Như. Mình cũng đã từng tham gia một cái chương trình chắc là mọi người cũng biết ha. Chương trình Solo cùng Bolero của Đài Vĩnh Long năm 2019. Hôm nay thì mình tới đây mình cũng rất là vui. Tại vì do mình ham vui. Mình thấy mấy anh chị chơi chương trình này vui quá. Cái là mình cũng đăng ký chơi theo mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bé em gái của mình. Tình cờ mình cũng gặp ở trong cái show này. Đây là cô em gái của mình, cùng chung một thầy luôn và cũng tham gia chương trình Solo Bolero 2021. Lời nói đầu tiên cho Hiền Ngân xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Thì hôm nay Hiền Ngân cảm thấy rất là vui khi mà có cơ hội được gặp lại chị, là một người chị chung trong lớp nhạc hôm nay nhưng mà của thầy Đức Minh. Rồi hai chị em lại có cơ hội là được hát chung trong một team nữa. Và hy vọng rằng cái tiết mục mà cả nhóm của tụi em chuẩn bị sẽ mang đến một cái sự bất ngờ cũng như là được sự yêu thích của từ quý khán giả. Cả hai cô gái Quỳnh Như và Hiền Ngân đều bước ra từ cuộc thi Solo cùng Bolero, nên chắc chắn đây sẽ là những thí sinh thực lực của mùa giải người hát tình ca năm nay. Trời dài có mây hồng, làm xe đưa tiền về. Ekip đang khẩn trương chuẩn bị tất cả các công đoạn trước khi bước vào ghi hình chính thức. Và đây cũng là thời điểm mà các thí sinh sẽ được hát thử để làm quen với sân khấu, cách trình diễn sao cho mượt mà, ăn ý với nhau. Bây giờ hãy cùng chương trình lắng nghe giọng ca của bốn cô gái trong buổi ghi hình hôm nay với phần hát nối, một trong những đặc trưng vô cùng hấp dẫn của chương trình qua các mùa phát sóng. Gái trình diễn hôm nay, ống kính chuyện hậu trường cũng nhận thấy có một cô gái khá quen mặt. Hãy cùng gặp gỡ cô gái này nhé. Dạ, em xin chào quý khán giả đài truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Nguyễn Khánh Linh, em 16 tuổi và hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại bây giờ thì em đang đứng ở sân khấu của người hát tình ca. Cảm xúc của em bây giờ thì em cảm thấy rất là vui và hồi hộp, và không biết là cuộc thi này thì em sẽ có hoàn thành tốt phần thi của mình không. Trước đây em có tham gia đấu trường âm nhạc nhí và tuyệt đỉnh song ca nhí, nhưng mà hôm nay đến đây thi thì em vẫn run như là hôm đầu mình thi vậy. Và cũng có các chị thi cùng cổ vũ và ủng hộ cũng như là động viên tinh thần thì em cảm thấy cũng tự tin hơn rất là nhiều. Cảm ơn quý khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long rất nhiều ạ, và mong là mọi người sẽ ủng hộ chương trình và đón xem là các phần thi của mọi người biểu diễn như thế nào nhé. Đối với một chương trình chuyên về âm nhạc như người hát tình ca thì rất cần một người cầm trịch trong tay việc điều phối, xử lý âm thanh. Và người đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc trong chương trình năm nay chính là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, người đã có rất nhiều kinh nghiệm qua nhiều mùa người hát tình ca trước đó. Trong nhóm 4 bạn nam này có một bạn rất quen mặt vì anh chàng này vừa góp mặt trong chương trình đấu trường âm nhạc 2022 và cũng được đánh giá là một giọng ca vô cùng nội lực đây. Cầu như trơn trời.
Khai xin chào tất cả mọi người của đài truyền hình Vĩnh Long. Mình tên là Nguyễn Kim Thạch, hiện tại mình đang là sinh viên. Hiện tại thì mình vừa mới hát cùng với các bạn ở trên sân khấu xong. Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình. Thật sự bây giờ mình rất là hồi hộp, nhưng mà cũng có một phần gọi là rất là nôn nóng để mình có thể lên sân khấu để thể hiện phần thi của mình trong chương trình này. Thì với đấu trường âm nhạc thì cứ cháy hết mình thôi. Thật ra ở đây cũng cháy hết mình, nhưng mà nó mang cái phần hát tình ca hơn nhiều hơn. Còn ở đấu trường âm nhạc thì mình chiến hết sức của mình luôn. Còn ở đây thì mình sẽ dùng tình cảm của mình để thể hiện. Thật ra thì cái dòng nhạc sở trường của mình thì không có thuận lợi để tham gia người hát tình ca, nhưng mà mình hy vọng rằng là sẽ được tất cả mọi người đón nhận một cách là yêu thương nhất. Và mọi người sẽ theo dõi hành trình của mình tại người hát tình ca nhé. Nhắc đến người hát tình ca thì không thể không nhắc đến MC Nguyên Khang, bởi anh đã đồng hành cùng chương trình nhiều mùa liên tiếp. Chắc hẳn anh sẽ có nhiều cảm xúc khi trở lại với người hát tình ca 2022. Xin chào quý vị, Nguyễn Khang đang có mặt tại số đầu tiên của chương trình Người Hát Tình Ca mùa thứ 7 năm 2022. Cảm giác của Khang lúc này đó là hồi hộp nôn nao. Không biết là quý vị có nhớ cái mùa thứ 6 là chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau qua cái màn hình rất là nhỏ, cho nên là không có diễn tả được rất nhiều cảm xúc, và chưa kể mà nghe nhạc mà nghe qua cái màn hình đó thì nó cũng hơi khó cho quý vị ca sĩ mix với nhau, tại vì nó bị trễ cái tiếng nghe. Như lần này cái cảm xúc vỡ òa khi được gặp khán giả, được gặp ban giám khảo của Ý Lan, anh Vũ Quốc Việt cũng đã quay trở lại và có cả những giám khảo khách mời. Thì Khang rất mong là cái chương trình Người Hát Tình Ca vốn là một thương hiệu không chỉ của MT Pictures mà của cả đài truyền Vĩnh Long nữa sẽ tiếp tục được khán giả đón nhận, và Khang mong là mình sẽ tiếp tục được mời mùa tiếp theo nữa, tại vì 7 mùa thì Khang có cơ hội dẫn 6 mùa. Thì có nhiều cái tin đồn râm ran rằng là tại do Khang được ưu ái, nhưng mà không, thưa quý vị, tại vì mọi thứ nó đều có căn nguyên cả. Có thể là do quý vị khán giả yêu mến Khang, tạo điều kiện cho Khang, cho ban tổ chức thương Khang, cho Khang quay lại. Và thêm một điều nữa là Khang nghĩ là mình cũng thích âm nhạc, thích tình ca, cho nên là được gặp gỡ quý vị. Và Khang mong là quý vị sẽ đón nhận, theo dõi và chia sẻ nhiều cái chương trình này để em còn được làm mùa 8, mùa 9, mùa 10 nha quý vị. Em cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Khán giả, chương trình Người Hát Tình Ca 2022 đã bước vào quá trình sản xuất đầu tiên với nhiều đổi mới trong dàn dựng cũng như là sự góp mặt của nhiều giọng ca đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán giả những màn trình diễn tuyệt vời. Và tập đầu tiên của Người Hát Tình Ca 2022 sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả nhớ đón xem nhé! Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Chuyện Hậu Trường kỳ sau.